Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá, kênh cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức về đội U22 Việt Nam của chúng ta đang thi đấu tại SEA Games 30. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi trường bóng đá trong thời gian qua. Kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem video của chúng tôi. Trong khuôn khổ bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Sau 2 tuần dự đoán U22 Việt Nam bị loại, huấn luyện viên Malaysia nhận cái kết cực đắng. Báo Thái Lan thừa nhận thầy Park Andit ông Nishino, U22 Việt Nam thực sự là ông kẹ Đông Nam Á. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên Malaysia mất việc chỉ sau 2 tuần khi dự đoán U22 Việt Nam bị loại sớm. Huấn luyện viên Ong Kim Swee đã phải rời vị trí thuyền trưởng U22 Malaysia sau SEA Games 30. Thưa quý vị và các bạn, với kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt các đội trẻ và từng giành huy chương vàng SEA Games, huấn luyện viên Ong Kim Swee là một trong các nhà cầm quân được tin tưởng nhất ở Malaysia. Tuy nhiên thì SEA Games 30 là một thảm họa với U22 Malaysia và nhà cầm quân 48 tuổi. Những chú hổ đã thể hiện một bộ mặt rời rạc và thiếu sức sống. Đỉnh điểm của sự thất vọng là một trận thua 1-3 trước U22 Campuchia và bị loại. Dù được đánh giá cao, thậm chí là nằm trong nhóm ứng viên vô địch, nhưng rút cuộc thì U22 Malaysia đã bị loại ngay từ vòng bảng với vỏn vẹn 4 điểm sau 4 trận, đứng trên duy nhất Đông Timor trong bảng A. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã đưa ra quyết định là không ký tiếp hợp đồng dẫn dắt U22 Malaysia với huấn luyện viên Ong Kim Swee. Nhà cầm quân 48 tuổi có thể sẽ đảm nhận một công việc khác liên quan đến phát triển bóng đá Malaysia trong tương lai. Còn nhớ là trước ngày khởi tranh SEA Games, huấn luyện viên Ong Kim Swee từng dự đoán: "Tôi tin là với khát khao và sự quyết tâm của chúng tôi, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi nghĩ là đối thủ của chúng tôi sẽ là Thái Lan hoặc Indonesia. Điều đó đồng nghĩa với việc là U22 Việt Nam, như ông dự đoán, là sẽ bị loại. Tuy nhiên thì kết quả thì như quý vị và các bạn đã biết." Báo Thái Lan thừa nhận thầy Park ăn đứt ông Nishino, Việt Nam thực sự là ông kẹ ở Đông Nam Á. Thất bại và đáng thất vọng, tờ SM Sports của Thái Lan đã dùng hai từ gói gọn màn thể hiện của thầy trò ông Nishino ở SEA Games 30 này. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết đánh giá về trận đấu chiều ngày hôm qua giữa Việt Nam và Thái Lan, tờ SM Sports đã khởi đầu bằng nhận xét đáng suy nghĩ. Trận đấu này Việt Nam chơi tốt hơn Thái Lan, thứ bóng đá mà các cầu thủ Việt Nam trình diễn đầy cảm hứng, thanh thoát và có sức mạnh hơn hẳn so với chúng ta. Và sau đó thì những đánh giá chi tiết đắt giá nhất về trận đại chiến ở SEA Games 30 giữa Việt Nam và Thái Lan. Trận này cho biết, đầu tiên, Thái Lan khởi đầu tốt hơn. Trận đấu này Thái Lan có khởi đầu cực kỳ tốt khi chỉ cần 5 phút để mở tỷ số sau cú sút ngớ ngẩn của thủ thành Việt Nam đập trúng người tiền đạo Subhachajedi đi thẳng vào lưới. Ngay sau đó, khi đồng hồ trên sân mới trôi qua được đến phút 11, người Thái nắm chắc chiếc vé vào bán kết trong tay mình sau pha nhận bóng và kết thúc rất đẹp của thần đồng Suphanat. Thái Lan chơi càng tệ. Sau khi bị dẫn trước 0-2, Việt Nam bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Họ bắt đầu kiến tạo nên một trận đấu của riêng mình từ bi kịch. Chỉ cần vài phút đẩy bóng tấn công quyết liệt về khung thành của Thái Lan thì họ đã có được bàn gỡ. Bàn thắng của Tiến Linh là cực kỳ quan trọng đối với người Việt. Nó khiến họ từ bị động quay ngược lại thành những người nắm thế chủ động, còn người Thái lúc này trở thành những người phải đuổi theo với tâm lý cực kỳ nặng nề. Việt Nam nhanh như gió và không ngại va chạm. Thầy trò ông Nishino chết bởi không thể hình dung ra nổi làm thế nào mà các cầu thủ Việt Nam lại vừa cực nhanh vừa chấp nhận va chạm tích cực đến vậy. Họ khiến cho các cầu thủ của chúng ta vừa e ngại vừa quay cuồng. Các cầu thủ Việt Nam liên tục pressing, chiếm lĩnh vị trí và hoán đổi vị trí đến chóng mặt. Chẳng có cầu thủ nào của Việt Nam đứng nhìn đồng đội chơi bóng cả. Thay vào đó là họ di chuyển không bóng liên tục. Thể lực của họ dường như là bất tận. Nhất là hàng công của họ, sự tích cực quây bắt và gây sức ép của họ khiến cho các hậu vệ của chúng ta trở nên lờ đờ. Hàng thủ của Thái Lan tan nát. Hàng thủ của Thái Lan trận đấu này không có được sự vững vàng như ông Nishino mong muốn. Ông thầy người Nhật muốn có được một siêu chiến binh trụ giữa hàng phòng ngự ở vị trí trung vệ, song tất cả những gì ông nhận về chỉ là sự thất vọng. Bài học trước U22 Indonesia, người Thái vẫn chưa học xong, đã nhận tiếp đòn trừng phạt từ Việt Nam.
Subhachai Subhachok cầm nín. Subhachai là chân sút được ông Akira Nishino cực kỳ tin tưởng, có thể coi là tin tưởng nhất trên hàng tiền đạo của chúng ta. Song tất cả những gì mà ông thầy người Nhật nhận về chỉ là sự thất vọng. Subhachai không thể giữ bóng, không thể phối hợp với các đồng đội, thậm chí còn chẳng có nổi một cú sút nào. Bàn thắng ghi tên anh thực tế chỉ là lỗi của hàng thủ Việt Nam, cụ thể là thủ môn, chứ chẳng hề có công của tiền đạo này. Subhachok cũng có một trận đấu câm lặng, chẳng kém người đồng đội của mình. Tốc độ của anh tệ đến mức thậm chí còn chẳng thể làm phiền nổi các cầu thủ của Việt Nam. Ông Nishino thất bại thảm hại với sơ đồ 3-5-2. Sau 60 phút, Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về họ, song thế trận lại nghiêng hẳn về các cầu thủ Việt Nam. Với việc Việt Nam cầm bóng quá nhiều, ông Akira Nishino quyết định thay đổi đội hình để cải thiện tình hình, chuyển sang sơ đồ 3-5-2 với việc ném thêm một trung vệ vào, chơi với 3 trung vệ để chặn các pha tấn công liên tiếp của Việt Nam. Rút cuộc thì đây là điểm yếu, chí tử khiến cho Thái Lan gục ngã. Hàng thủ U22 Thái Lan chưa bao giờ quen với việc phải chơi 3 trung vệ để rồi phạm lỗi bên Tiến Linh ngay trong vòng cấm. Phạt đền, hai đều là chấm hết. Chatrai là điểm yếu chết người. Chatrai, hậu vệ được ông Nishino bố trí chỉ huy hàng phòng ngự của Thái Lan, là nỗi thất vọng lớn của Thái Lan ở trận đấu này. Hậu vệ 22 tuổi mắc lỗi quá nhiều và lỗ thủng do anh ta tạo ra chính là nơi mà các cầu thủ tấn công của Việt Nam thích khoét vào nhất. Cuối cùng, tờ SM Sports cho rằng chính ông Park Hang-seo đã ăn đứt ông Nishino về tài ứng biến. Ngay cả khi tỷ số trận đấu là 2 đều thì Thái Lan vẫn còn cơ hội nếu ông Nishino có thể tận dụng tốt sự thay đổi người để đảo ngược thế trận. Nhưng ông làm người hâm mộ Thái Lan thấy thất vọng não nề khi những thay đổi được đưa ra đều chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Sitichok Paso vào thay cho Subhachai ở phút 78 và Tung Gurachit thay cho Gurawut ở phút 82 hoàn toàn chẳng mang lại chút hiệu ứng tích cực nào cho Thái Lan. Sức tấn công của Thái Lan chẳng tăng cường lên chút nào. Tất cả các cú sút đều xuất phát từ những chân sút Việt Nam. Trong khi đó thì tất cả những sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu này đều để lại dấu ấn cực kỳ rõ nét trong việc lật ngược thế cờ trước người Thái, khiến cho thế trận thay đổi hoàn toàn. Gọi ông Park Hang-seo là người hủy diệt bóng đá Thái Lan cũng chẳng sai, bởi không chỉ thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục, ông thầy người Hàn Quốc cũng tiện tay tống thẳng cổ người Thái về nước ngay sau vòng bảng kết thúc. Trước Thái Lan, người ta mới có dịp chứng kiến Việt Nam mạnh đến như thế nào. Họ vừa mạnh mẽ về thể chất, vừa chiến đấu với ý chí của những chiến binh. Bên cạnh đó là bộ óc siêu việt của ông Park Hang-seo đã biến Việt Nam thành ông kẹ của Đông Nam Á và phải khiếp sợ. Nếu Thái Lan không sắn gấu quần lên mà chạy đua thì sớm muộn gì cũng bị Việt Nam bỏ qua. Campuchia, đối thủ gần mà hiếm gặp của Việt Nam ở các kỳ SEA Games. Sau khi giành quyền lọt vào bán kết với tư cách đội dẫn đầu bảng B, tối ngày 7 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30 gặp đội xếp thứ 2 ở bảng A là U22 Campuchia. Trong số các đối thủ khu vực Đông Nam Á, Campuchia là đội mà Việt Nam ít có cơ hội chạm trán nhất ở sân chơi SEA Games kể từ khi quay trở lại hội nhập với đấu trường khu vực. Lần đầu tiên hai nền bóng đá chạm trán nhau tại một kỳ đại hội thể thao khu vực là ở SEA Games 1995. Trong trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam với những tên tuổi như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Wei Gang đã giành chiến thắng đậm trước đội tuyển Campuchia với tỷ số là 4-0. 14 năm sau, Việt Nam và Campuchia mới lại tái ngộ ở một kỳ SEA Games. Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2009, U23 Việt Nam đã đè bẹp U23 Campuchia với tỷ số như một set tennis 6-1. Trong đó Thành Lương và Đình Tùng mỗi người lập một cú đúp. Hai bàn còn lại của U23 Việt Nam được ghi do công của Mạnh Dũng và Thanh Hưng. Gần đây nhất tại SEA Games 2017, U22 Việt Nam mới có dịp đối đầu với Campuchia. Ở cuộc so tài trên đất Malaysia 2 năm trước, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã không gặp nhiều khó khăn để đè bẹp Campuchia với tỷ số 4-1 nhờ các pha lập công của Tuấn Tài, Quang Hải và một cú đúp của tiền đạo Công Phượng. Như vậy, trong suốt gần 30 năm qua, Việt Nam và Campuchia chỉ mới chạm trán nhau có đúng 3 lần tại các kỳ SEA Games tính đến thời điểm này. Chúng ta đang có thành tích toàn thắng cả 3 trận trước người hàng xóm này, ghi được 14 bàn thắng, trong khi chỉ để lọt lưới có 2 bàn. Cho dù bóng đá Campuchia đang chứng tỏ sự tiến bộ nhanh chóng trong thời gian gần đây, nhưng với sự ủng hộ từ yếu tố lịch sử, người hâm mộ có quyền tin tưởng rằng U22 Việt Nam sẽ có một chiến thắng trước U22 Campuchia trong trận đấu ngày mai 7 tháng 12 để giành quyền góp mặt trong trận chung kết SEA Games 30.
Trong năm 2019, U22 Việt Nam và U22 Campuchia đã gặp nhau một lần trong trận tranh huy chương đồng tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Ở trận đấu đó, U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Campuchia với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Xuân Tú ở phút thứ 86. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.